thưa quý vị đại biểu khách quý, quý đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế đang hướng về lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Mở đầu cuộc diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là các biên đội trực thăng vũ trang thuộc quân chủng phòng không không quân, quân cờ đảng, cờ tổ quốc, tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh của quân đại đoàn quân dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường của dân tộc Việt Nam có ý nghĩa lịch sử to lớn, mang tầm thời đại sâu sắc. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, Điện Biên Phủ như là một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử để đất nước nở hoa độc lập. Hồi về đây kỷ niệm một trang sử hào hùng của dân tộc, đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay tái hiện chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, hăng hái thi đua lao động sản xuất đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Dân tộc Việt Nam 54 trai tài gái giỏi cổ tổng tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em, sức mạnh vô địch được hôn đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần đó, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức đồng lòng vững bước tiến lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Chào mừng khối cờ đảng, cờ tổ quốc đăng kiêu vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh, trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn, bồi đắp từ lịch sử, bừng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Việt Nam, chiến thắng Điện
chào mừng cuối thời kỳ do đồng chí Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho lực lượng quân đội nhân dân và dân quân tự vệ đang tiến vào lễ đài. Bên quân ủy quyết chiến quyết thắng không may, bất đánh bất quân chức cao quý của Đảng, nhà nước cao bằng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta cùng với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 8 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những âm thanh hùng tráng dân vang đang tiến vào lễ đài. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ quân nhạc đã góp phần cổ vũ, động viên, thúc giục toàn quân ta hăng hái bước tiến lên phía trước, chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ,
xứng đáng là đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thank you.
Phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, huấn luyện giỏi, tinh thông nghiệp vụ và khả năng tác chiến, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh, trật tự của Tổ quốc, tham gia nhiều chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những công hồng thép kiên cường, mạnh mẽ nhất trong rừng hoa của lực lượng công an nhân dân. Mỗi nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang tiến vào lễ đài là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để đấu tranh ngăn chặn, kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Cảnh sát đặc nhiệm luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Ngày nay, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được xây dựng tinh gọn mạnh, đủ sức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vào lễ đài là khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Mặc dù mới được thành lập, song cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và mau chóng trưởng thành. Cảnh sát cơ động kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế. Sự xuất hiện của cảnh sát cơ động kỵ binh đã mang đến cảm giác thân thiện, thanh bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng công an nhân dân trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
là một